Không gian trình diễn nghệ thuật Van Gogh Immersive 720 với trải nghiệm sống động quy mô bậc nhất Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức mở cửa đón khách ở triển lãm nghệ thuật tương tác đa sắc quan Van Gogh Art Lining Experience. Cụ thể, Van Gogh Immersive 720 với diện tích lên đến hơn 390m², có hiệu ứng trình diễn hình ảnh 720 độ, sống động và sắc nét từ mọi góc nhìn trong không gian hình trụ độc đáo, có sự kết hợp đan xen của nhiều công nghệ như 3D Mapping, Cylinder LED 360 độ, Laser Mapping, Art Lining Programming. Phiên bản nâng cấp này giúp khách tham quan có thể cảm thụ tác phẩm trưng bày một cách chân thực và sống động nhất với góc nhìn đa chiều, đắm mình vào không gian nghệ thuật tách biệt với thế giới bên ngoài. Van Gogh Immersive 720 được kỳ vọng là phiên bản nâng cấp hoàn hảo tiếp theo đưa triển lãm nghệ thuật tương tác đa sắc quan Van Gogh giữ vững sức hút điểm đến không thể bỏ qua với mọi du khách trong và ngoài nước. Qua đó góp phần tích cực xúc tiến quảng bá văn hóa, kích cầu du lịch, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây còn là địa điểm hoạt động của Art Connection Hub, một không gian kết nối tri thức sáng tạo, hội tụ tinh hoa nghệ thuật toàn cầu với chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, triển lãm cá nhân dành cho sinh viên nghệ thuật, các nghệ sĩ tài năng trẻ, tọa đàm về văn hóa nghệ thuật. Ra mắt công chúng yêu nghệ thuật và công nghệ Việt Nam từ tháng 12 năm 2023, triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh lần đầu tiên mang đến sự kết hợp ngoạn mục giữa kiệt tác nghệ thuật nhân loại và công nghệ hàng đầu thế giới. Thông tin về triển lãm trên nền tảng tìm kiếm Google có tới 121.000 kết quả, cùng với hơn 3 triệu lượt truy cập website, 4 triệu lượt tiếp cận fanpage và hơn 6,5 triệu lượt tiếp cận từ các trang fanpage cộng đồng hàng đầu. Triển lãm Van Gogh Art Lining Experience Việt Nam được thiết kế tỉ mỉ với bản quyền từ Bảo tàng Van Gogh Hà Lan và tư vấn từ các bảo tàng lừng danh khắp thế giới. Bên cạnh trải nghiệm thưởng lãm nghệ thuật tinh hoa, du khách có thể mua nhiều vật phẩm lưu niệm độc đáo, thưởng thức ẩm thực Á-Âu sang trọng.